mua hai bộ vô bộ hay là em mua nửa bộ? Anh bán hết cho em luôn á. Giờ nó hiểu quá rồi, nó nhìn bên vậy đó. Bán hết cho em luôn vậy đó. Họ bán hết luôn. Nó hiểu rồi đó. Bán em 550. Nói vậy dạng dạng nhìn bên á, tao biết mà. Không mà tao không ngờ chồng mày nhìn nó hay chứ. Vậy em chỉ cần chờ em nữa. Tao bây giờ tao cứ muốn như chồng mày á, mà cái nhiều tao nặng quá, không có kịp nhiều. Chứ mình chồng. Ủa thôi chị Thanh cũng có căng.